Nhìn em giống như là model á, giống như là diễn viên vậy đó. Ừ, xinh lắm hả? Trời ơi, cái làm gì bà mối nhà má rối thấy xinh cái bà kêu. Trời ơi, tôi phấn khích quá nè, nhìn cho anh Linh nè. Trời ơi, sáng trưng ha. Sáng trưng. Như Tăng Thanh Hà ngày xưa vậy đó. Chính xác, chưa nói cái vọt mặc áo dài rất đẹp luôn. Bên đây cũng đẹp lắm nè, coi đi. Coi. Anh hỏi thiệt nha. Dạ. Có ai nói em là giới tính thứ ba không? Dạ cái này em bị hiểu lầm hoài anh. Anh cũng hiểu lầm, nãy bước vô anh xém hiểu lầm luôn á. Dạ. Tại trước giờ hình như trai nó thích em. Trai nó thích em. Trai thích em không hả? Em có thích trai không? Dạ không. À được. Dễ thương quá. Bây giờ thì mời em giới thiệu về mình. Em xin chào chương trình và quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Thoải mái lên, rung hả? Dạ. Hồi hộp đúng không? Hít thở thật sâu lên nào. Dạ, em tên là Dương Phước Đại. Em Phước Đại. Dạ. Em năm nay 30 tuổi. Tưởng đâu 30 20 đó chứ. Dạ. Em quê ở Hậu Giang, đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Em làm gì? Dạ, em làm giao hàng, giao quá chất, giao sơn. À, giao hàng ha. Còn em, cô gái xinh xắn. Dạ, em tên là Thanh Vân, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em làm tư vấn giáo dục cho Ivy Rap ạ. Nhìn em giống như là model á. Giống dạ, như là diễn hơn. Viên vậy đó. Ừ. Xinh lắm hả? Trời ơi, cái làm gì bà mối nè, bà rối thấy xinh cái bà kêu. Trời ơi, tôi phấn khích quá nè, nhìn cho anh Linh nè. Trời ơi, sáng trưng ha. Sáng trưng. Như Tăng Thanh Hà ngày xưa vậy đó. Chính xác, chưa nói cái phọt mặc áo dài rất đẹp luôn. Bên đây cũng đẹp lắm, thôi để tôi coi. Ừ. Nè, qua coi liền nó, trời ơi, thấy chưa? Dạ, em chào chị. Cưng. Trời ơi, cưng lắm chứ bộ. Cưng. Đâu có biết 30 tuổi đâu. Hai bạn đem một cái luồng gió rất là tươi, xinh. Tươi mát. Đúng đến rồi. Cái số bạn ngoại ngò lần này. Hot boy, hot girl đó. Em gái, em có điểm mạnh, điểm yếu gì giới thiệu cho đàn trai biết đi. Dạ, điểm mạnh của em thì em là một người độc lập và truyền năng lượng vui cho mọi người. Đúng rồi. Dạ, khuyết điểm của em thì em hơi bị mù đường xíu. Em là người Sài Gòn nhưng mà thiệt sự là rất là mù đường. Mình đẹp là có người chỉ rồi em. Đúng rồi, đúng rồi. Đẹp. Dạ. Hay, còn mình đây ha. Em, ưu điểm, khuyết điểm là gì? Dạ, em hòa đồng. Em thích nghe nhạc. Khuyết điểm em hay quên. Em để đồ đạc lung tung rồi em quên. Dạ. Nhưng mà cái giao sơn đó là em giao cho người ta hay là em giao là cửa hàng nhà em? Dạ, cửa hàng nhà em. Trời ơi, cửa hàng nhà em là chủ sơn nó cho rồi. Tưởng nó giao hàng tại chứ. Tại vì nãy giờ chị đang suy nghĩ là em rap. Em nếu mà em là rapper thì em phải giao tất cả mọi thứ. Tự nhiên chỉ có giao sơn thôi là sao? Mày rapper chắc ai cũng đi luôn á thiệt á. Vậy là tốt rồi đó. Rồi bên đàn gái cho đàn trai biết chút xíu về đường tình duyên đi. Tình duyên của em thì chị cũng xoay quanh có một mối tình đầu quen cũng cỡ được 7 năm từ hồi đi học. Bạn đó thì nhỏ tuổi hơn em, cho nên là kiểu thường thì con gái với con trai thì thường con gái thường hay chín chắn hơn một xíu. Mà quen cũng lâu rồi, kiểu như là nó giống như một cái thói quen vậy đó. Thì em muốn một cái là bạn đó trưởng thành hơn nhưng mà chưa có đạt tới được. Chưa đạt tới là chia tay. Dạ, chia tay. Tới bây giờ thì chia, quen chia tay đó, 2 năm rồi. Coi như em độc thân 2 năm rồi đó. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình. 2 mối tình. Dạ, trước giờ em cũng quen xa không? Quen xa. Dạ. Xa là ở đâu? Dạ, ở Vũng Tàu với lại... Xa quá hả? Quen mấy năm? Dạ, em cũng quen 6 năm. 6 năm luôn? Dạ. Rồi sao chia tay? Dạ, tại cũng ở xa rồi, đôi khi có những việc mình không có hiểu nhau. Em ở quận mấy? Dạ, em ở quận Tân Bình. Rồi mối tình thứ hai mấy năm? Dạ, mối tình thứ hai cũng mới gần đây được 1 năm. 1 năm. Rồi, coi như hai bạn, mỗi bạn đều có trải nghiệm với từ đường tình hết rồi. Bây giờ em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn là bạn đó phải cao hơn em. Em thích nhóm phi hôn lắm. Dạ. Em cao mét nhiêu? Dạ 56. Mét em 56. Trai cao mét nhiêu? Dạ em cao 1m6 18, tính luôn dài. 1m6 18, tính luôn dài. Của em nhiêu đừng nói tôi 10 phân nha. Dạ không. Không tới đâu. Đâu dữ vậy. Rồi gì nữa em gái? Phải mạnh mẽ. Dạ và trưởng thành. Bên đây trưởng thành phải chưa? Trưởng thành chín chắn chút xíu chứ đừng có trẻ con quá. Em, anh hỏi thiệt nha. Dạ. Có ai nói em là giới tính thứ ba không? Dạ cái này em bị hiểu lầm hoài anh. Anh cũng hiểu lầm, nãy bước vô anh xém hiểu lầm luôn á. Dạ. Tại trước giờ hình như trai nó thích em. Trai nó thích em. Trai thích em không hả? Em có thích trai không? Dạ không. À được. Ai mà nhìn dễ hiểu lầm lắm luôn á. Dạ. Giờ hỏi nè, em có mạnh mẽ không? Bây giờ bên đàn gái người ta yêu cầu mạnh mẽ mạnh đó. Mạnh mẽ đó. Dạ có chứ chị. Đánh lộn được không? Dạ chưa biết nhưng mà
Em cũng có học võ. Có học võ? À vậy hả? Ừ. Em gái, em trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em cần một bạn gái có thể cảm thông, chia sẻ với mình trong cuộc sống. Đúng rồi, dạ, để các bạn. Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với lại đồng nghiệp thân giống như là em gái vậy đó. À giờ chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh. Chào con. Theo cách nói chuyện của ảnh thì em thấy ảnh cũng là một người sống nội tâm giống như chị. Nhưng mà em muốn hỏi ý kiến anh một chút đó, là chị của em cũng sống nội tâm và chị của em hay nhõng nhẽo lắm, anh nhắm có chiều chị nổi không anh? Không sao em, cái đó anh cũng cân bằng được. Dạ với lại chị của em á nhìn ốm vậy thôi chứ ăn nhiều dữ lắm. À, khi mà hẹn hò thì anh nhắm là có đi ăn chung với chị em được nhiều mà. Anh sẽ dẫn chị em đi cả thế giới đi ăn. Thôi thôi, ngon lành ăn luôn. Ăn cả thế giới. Dạ rồi, em cảm ơn. À, theo cảm nhận của em á thì anh em thấy anh này còn rất là trẻ luôn. Nếu như mà ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên đó mà chị thấy hợp á thì chị hãy bấm nút để cho mình một cơ hội. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn gái. Đi với ai? Dạ em đi với ba của em. À dạ. Xin chào chương trình. Trời ơi. Chào anh chị đều là nghệ sĩ nổi tiếng. Đó, bây giờ dạ, em chú. Đây, chào, nhìn chào. Nhìn ba là ra con trai đó. À vậy. À, cháu rất là xinh xắn và dạ, dễ mến. Chú. Cháu tâm sự là cháu chỉ có cái hạn chế là không biết đường. Dạ. Có thể đây là một dịp mai để cho cháu đại á. Con cô bác á, dạ, là thể hiện cái mặt mạnh đó. Sau cái chương trình muốn hẹn hò này á, bác muốn cháu có dành nhiều cảm tình cho con bác, xúc tiến hẹn hò nhiều hơn. Xin cảm ơn chương trình. Dạ, rồi hay cảm quá. Ơn, cảm ơn. Là bà ủng hộ sức mình rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ mở gặp rào mặt đi. Thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Phước Đại. Mình lớn lên nha. À, dạ anh. Trai thanh nữ tú. Hết hồn không? Thấy trẻ không? Trẻ hết hồn luôn đúng không? Dạ à, ngày em này có đến... quà tặng cho anh là sô-cô-la. Em tự làm nhưng mà nó hơi bị chảy chút xíu nha. Cảm ơn em. Đây là món quà anh tặng cho em. Dạ. Hy vọng em sẽ vui. Dạ, cảm ơn mở anh. Ra đi cưng, mở ra mở đi. Mở luôn. Dạ. Cũng đúng ý em á. Cái gì đó, cái tại gì vì... đó. Cái gì đó. Dạ. À, anh này tặng cho em một bó hoa. Nhưng thường thì em sẽ không thích hoa tươi, tại vì nó sẽ không giữ được lâu. Nhưng mà hoa này là có thể giữ được lâu luôn. À như là, vậy là đúng ý của em. Dạ, đúng không? Dạ đúng ý của em. Lần đầu tiên gặp thì thấy bạn rất là dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Bề ngoài cũng dễ nhìn thì, khi mà lần đầu hẹn hò thì thường là bạn thích đi đâu nhất? Dạ em dễ tính lắm, đi đâu cũng được. Em mình thì trước giờ thì cũng ít khi đi ra ngoài chơi lắm. Mình đi thì cũng đi giống như anh công viên. Anh có thích thể thao không? Mình có. Là sao? Mình là sao đại? Mình lớn hơn người ta tới 3 tuổi mà mình là sao trời? Anh em đó. Lúc trước anh cũng hay chơi thể thao. Dạ. Và gym với lại yoga. À anh cũng có tập yoga nữa hả? Có. Dạ em cũng tập yoga. Bây giờ nè, em trai muốn thể hiện cái mạnh mẽ của em lên. Anh thích cái gọi là cái mạnh mẽ nào? Em thích nhảy hả? Cài nó nhảy cũng được. Xin miếng nhạc, nhạc chứ không? Đúng không? Xin okay. Miếng nhạc, xin miếng rồi, nhạc. Rồi chút xíu nhạc để chàng trai thể hiện sự mạnh mẽ của đàn ông nào. Luôn trời ơi đứng mà nó tại vì em mặc áo dài nên em không đứng tỉ ra quá đẹp luôn rồi đó. Anh học nhảy lâu chưa? Không, anh chỉ coi trên mạng thôi, tại anh đó giờ anh cũng thích nhảy. À, cũng có khiếu văn nghệ ha. Rồi giờ em gái hát tặng em trai gì đi cho nó vui vui cái đi. Chú em được không? Anh hát luôn được không? Anh hát được bài gì không? Mới nhảy em rồi cho nghe... đăng hụt hơi mới nhảy đăng hụt em hơi em hát con đi trai hát. Em dạ hát thôi đi. Em hát là em sợ ảnh bỏ chạy luôn. Cứu em luôn nha anh. Em hai câu thôi cũng được.
Em là ai xưa cuộc đời này? Em từ đâu bước đến nơi đây? Làm tôi say, làm tôi khát khao. Đừng ai chi ý vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn say. Lắm lúc để ta sừng hàng mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình xa nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đôi rời. Sẽ mãi chia sẻ cho em một đời về sau, mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đôi rời. Dễ thương hai câu mà. Như đó là đã đủ là chinh phục được em chưa? Dạ, cũng đúng gu em á, cũng biết nhảy nhót hát. Rồi. Nếu như mà thời gian mình quen thì em nghĩ khi nào thì tiến đến hôn nhân được? Cái này thì tùy thuộc vào mình thôi anh. Nhà anh có nô đúng không? Cái đó cũng còn tùy. Đây anh nghĩ mình sẽ cho nhau thời gian tìm hiểu. Tại mình tới chương trình là chương trình đã cho anh cái duyên để anh gặp em. Mình cứ tìm hiểu khi mà mình cảm thấy hợp với nhau thì dạ, mình sẽ tới. Thật ra thì đối với em thì hôn nhân là cái chuyện nó rất là nghiêm túc. Em muốn nó một cái sự gắn kết thật là lâu dài, cho nên là cái việc mà quyết định đến hôn nhân á thì phải là cả một cái quá trình mình tìm hiểu nhau về nhiều thứ và về sự tôn trọng của hai bên gia đình nữa. Thì em yên tâm đi, sau này về là em sẽ biết hết dòng họ gia đình anh. Yeah. Vì cái chuyện tiền bạc á thì em không có khó khăn gì hết, kiểu như em cũng muốn là tôn trọng gia đình của hai bên thì anh cũng phải lo cho gia đình của mình. Rồi con cái sẽ có những cái khoản mình lo chung với nhau thì mình cứ dung hòa hết là được ạ. Tính em thì hay im lặng khi mà cãi, em không có thích cãi nhiều. Còn bạn nữ thì lúc dạ, cãi em hay giận lắm anh, em giận dai lắm. Giận dai hơi khó ạ, giận dai mà hơi khó ạ. Nè em nói về cảm nhận của mình đi. Mà dạ, không biết sao đeo bông tai thôi, hỏi đi. Dạ cái này em bị dụ vậy. Dạ em thấy cái chuyện bông tai cái gì thì em không có khó khăn gì hết trơn á. Em thấy ảnh cũng dễ thương, trẻ trung, trẻ hơn cái tuổi. Mở ra có thấy có sấm sét gì trong trái tim chưa? Dạ. Có điện giật chưa anh? Điện không? Có điện cao thế không? Cái này vôn mạnh lắm. Vôn mạnh dữ lắm phải không? Có nam tính không? Nói cho anh nghe coi, cho đại nghe coi. Dạ cũng nam tính. Em cảm thấy ảnh cũng chân thành. Rồi hết thời gian. Hãy thể hiện bằng nút bấm sau 3 tiếng đếm. Suy nghĩ kỹ nha, và chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình nha. 3 2 và 1. Hết thời gian. Wow. Nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau. Chúc mừng Đại nghe, trời chị thích nhỏ này quá. Bước Đại. Mặt nó cưng quá trời cưng à. Bây giờ em nói gì với ba với lại gia đình của bạn gái đi ha. Anh cứ nói đi, mẹ em sẽ xem chương trình này. Mẹ bắt xem. Dạ con chào bác đã xong qua chương trình này. Hôm nay con chính thức hẹn hò với em tên Vân. Với em Vân. Xin bác đồng ý cho tụi con sau này có thể đến với nhau để có một cơ hội tìm hiểu nhau hơn. Dạ xin phép bác và con được hôn nhân. Xin phép ba nữa, xin phép ba cho. Ba. Dạ hôn trán đi anh. Không không có hôn trán, hôn má. Dễ thương lắm á, thật sự á. Thôn, nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng
từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đó. Rồi, hãy nắm tay nhau đi suốt cuộc đời nha. Giữ chặt cái tay liền nha, không có buông ra nha. Đó, thấy chưa? Thấy người ta chưa? Đó, vậy trời đó. Ôi. Trời ơi, nó dễ thương quá trời đất luôn.